Suzuki Intruder 150 được ra mắt tại Việt Nam, giá 90 triệu đồng. Suzuki Intruder 150 là mẫu mô tô cruiser cỡ nhỏ. Xe vừa được ra mắt tại Việt Nam với giá 89,9 triệu đồng. Ngày 21 tháng 9, Suzuki Việt Nam cho ra mắt mẫu Intruder 150. Đây là mẫu mô tô cruiser dung tích 150cc. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ và được phân phối chính hãng với giá 89,9 triệu đồng. Trước đó, Suzuki Intruder 150 cũng đã xuất hiện tại một đại lý tư nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Suzuki Intruder 150 mang cảm hứng thiết kế từ đàn Anh, phân khối lớn Intruder M1800G, xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 2130mm x 805mm x 1095mm, khoảng sáng gầm xe 170mm và khối lượng khô 151kg. Ngoại hình của Suzuki Intruder 150 trông khá bệ vệ và cơ bắp, thoát khỏi hình dáng có phần cổ điển và trung niên vốn có trên dòng xe cruiser. Ở phần đầu xe, đèn pha có thiết kế hình tam giác, hiện đại và nhô ra phía trước, đèn xi nhan nằm gần tay lái. Tuy nhiên xe chỉ sử dụng bóng halogen và đèn định vị dạng projector. Đây là điều gây đáng tiếc trên một mẫu xe có tầm giá 90 triệu đồng. Phía sau, đuôi xe có thiết kế mềm mại hơn phần đầu, hơi thoải về sau. Đèn hậu sử dụng công nghệ LED, họa tiết bên trong khá bắt mắt. Bình xăng dung tích 14 lít, có phần ốp khá to và có thiết kế cơ bắp. Điều này tạo nên sự khỏe khoắn của Suzuki Intruder 150. Nhìn vẻ ngoài của xe, người nhìn dễ lầm tưởng đây là một mẫu mô tô phân khối lớn. Logo Intruder được trang trí hai bên hông, ghi đông có các công tắc cơ bản như trên những mẫu xe phổ thông khác. Suzuki Intruder 150 có tư thế ngồi khá thoải mái, thẳng lưng. Điều này phục vụ tốt cho những chuyến đi dài, xe vẫn sử dụng chìa khóa thông thường, mặt đồng hồ dạng LCD giống với các mẫu xe khác trong gia đình Suzuki như GSX-R150, GSX-S152 Bandit, hiển thị đầy đủ thông số vận hành, yên xe liền mạch chia hai tầng đặc trưng của dòng cruiser. Ngoài ra xe còn có tựa lưng cho vị trí ngồi sau. Suzuki Intruder 150 có chiều cao yên 740mm, phù hợp với phần lớn thể trạng người Việt. Hệ thống treo trên Suzuki Intruder 150 gồm phuộc ống lồng phía trước và swing arm phía sau. Xe được trang bị phanh đĩa trước và sau, có ABS bánh trước. Mâm xe 17 in, lốp trước 100/80R17M và lốp sau 140/60R17M. Hệ thống ống xả chia 2, có thiết kế khá giống với mẫu Naked Kawasaki Z1000. Đây cũng là yếu tố khiến ngoại hình của Suzuki Intruder 150 trở nên bệ vệ. Suzuki Intruder 150 trang bị động cơ 4 thì, 1 xi lanh, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí, dung tích 155cc. Khối động cơ này cho công suất 13,9 mã lực, tại 8.000 vòng trên phút và moment xoắn 14 Nm, tại 6.000 vòng trên phút. Công suất này thấp hơn Bandit 150 và GSX-S150, 18,9 mã lực. Với thiết kế hiện đại, Suzuki Intruder 150 hướng đến đa dạng khách hàng hơn, từ người trẻ, trung niên đến những tín đồ của dòng cruiser. Tại Việt Nam, Suzuki Intruder 150 có hai tùy chọn màu sắc là đen bạc và ghi vàng đen. Giá bán gần 90 triệu đồng của Suzuki Intruder 150 khiến nó trở thành mẫu xe phổ thông đắt nhất của hãng tại Việt Nam. Nếu tính cả chi phí ra biển, giá bán của Suzuki Intruder 150 xấp xỉ 100 triệu đồng.